Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 13 tháng 6, tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo nhằm biểu dương, tôn vinh, khích lệ lãnh đạo chức sắc phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của các lãnh đạo chức sắc 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo đã được Đảng nhà nước công nhận. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng báo cáo khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Theo đó, tính đến tháng 5 năm 2024, nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 27 triệu tín đồ chiếm trên 27% dân số cả nước. Trong đó có trên 54.000 chức sắc, hơn 135.000 chức việc trên 30.000 cơ sở thờ tự tôn giáo và khoảng 54.000 cơ sở tín ngưỡng. Mỗi tôn giáo ở Việt Nam có đức tin, hệ thống giáo lý, giáo luật khác nhau nhưng cùng có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, các tổ chức và đại đa số đồng bào theo các tôn giáo ở Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến toàn thể cộng đồng, chư vị, chức sắc, đồng bào tôn giáo có đạo cả nước, lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoan nghênh và biểu dương những đóng góp của lãnh đạo chức sắc và toàn thể chư vị, đồng bào tôn giáo có đạo trên cả nước. Chủ tịch nước khẳng định Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới. Luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và khuyến khích các việc làm ích nước, lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Theo chủ tịch nước, đồng bào cả nước ta đang ra sức phấn đấu phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi phải có quyết tâm, nỗ lực rất cao, sự phấn đấu, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo có đạo, trước hết là các vị chức sắc tôn giáo. Chủ tịch nước tin tưởng các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo có đạo sẽ phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước mong muốn các vị lãnh đạo chức sắc tôn giáo thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm ích đạo lợi đời, góp phần xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người Việt Nam để phát triển xây dựng đất nước. Theo chủ tịch nước, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với nhiều triển vọng tốt đẹp, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều. Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chia rẽ, chống phá chúng ta. Vì vậy, các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, đồng bào trong các tôn giáo càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển. Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ ngành trung ương và cấp ủy Đảng Chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định, lành mạnh trên đất nước Việt Nam. Sáng 12 tháng 6 tại phủ chủ tịch, ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ 3 Chủ trì phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã nghe công bố quy định của Bộ Chính trị về kiện toàn bổ sung thành viên Ban chỉ đạo. Theo đó, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước giữ chức trưởng ban, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức phó trưởng ban, Thường trực Ban chỉ đạo. Bộ Chính trị quyết định bổ sung tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy thành cơ, khai thông những điểm ngẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận phát triển cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển, khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, này là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo tập trung đánh giá việc thực hiện tiến độ và nội dung các công việc trong kế hoạch tổng